Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp các con trong bài học này. Hôm nay thì cô và chúng mình sẽ tiếp tục cùng nhau đi tìm hiểu về các số trong phạm vi 100.000, phạm vi rộng hơn các bài học ngày hôm trước, đúng không nào? Bây giờ các con hãy quan sát lên trên này. Chúng ta sẽ cùng cô đếm theo 10.001. Thế giả sử ở đây cô có một hàng có các khối lập phương ký hiệu là 10.000 thì cô sẽ viết được số 10.000, đúng không nào? Vậy nếu như cô có hai hàng như vậy thì chúng ta sẽ có 20.000, được chưa nào? Tiếp tục có ba hàng như thế thì cô sẽ có 30.000 và cô viết được các số 10.000, 20.000, 30.000, vân vân, 40.000, 50.000. Thế giả sử như bên này cô có 10 hàng như thế này, cô ghép lại với nhau tạo thành một khối, được chưa nào? Thì cô sẽ có là gì? 100.000 nhá. 100.000 cô sẽ viết thành số 100 kèm thêm 3 chữ số 0 phía sau. Cô đọc là 100.000, hay nói cách khác là 10.000, được chưa nào? Và chúng ta viết 10.000 bằng 100.000. Đó. Thế bây giờ các số 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 vân vân cho đến 100.000 là các số tròn 10.000. Được chưa nào? Hôm trước chúng ta học các số tròn nghìn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học các số là tròn 10.000. Bây giờ quan sát số này cho cô. Ở đây cô có hai cột các khối lập phương và kèm theo ba khối lập phương nhỏ ở bên cạnh nữa. Mỗi một cột này chúng ta sẽ có 10.000 khối lập phương nhỏ tạo thành. Vậy hai cột cô sẽ có 20.000, đúng không nào? Và bên này cô còn dư ra bao nhiêu? Dư ra 3.000 khối lập phương nhỏ nữa. Bởi vì mỗi một khối này sẽ là 1.000. Vậy ba khối là 3.000, tức là cô có tổng 23.000 khối lập phương nhỏ ở trong hình vẽ này. Tương tự sang bên này, cô có 1, 2, 3 cột như thế này, tức là chúng ta đang có 30.000 khối lập phương nhỏ tạo thành 3 cột này, đúng không nào? Và ngoài ra chúng ta còn có 1, 2, 3, 4 và 5 khối lập phương lẻ ở phía ngoài nữa. Vậy mỗi một khối này là 1.000, tức là 5 khối chúng ta có 5.000. Cộng tổng lại chúng mình sẽ có 35.000. Được chưa nào? Và cô viết được số 35.000. Đó, 3 chữ số 0 này chúng ta đọc là nghìn nhé. Đấy. Rồi, vậy bây giờ áp dụng các kiến thức vừa rồi chúng ta sẽ thực hiện cho cô bài tập số 1. Phần A yêu cầu các con viết các số sau. Ví dụ như 12.000, 51.000, 85.000 vân vân. Và phần B yêu cầu chúng mình đọc các con số trong phạm vi 100.000 là các số có 5 chữ số. Được chưa nào? Vậy thì cách đọc hay cách viết vẫn tương tự như các số nằm trong phạm vi 10.000 là các con sẽ đọc và viết theo thứ tự từ trái qua phải, từ hàng cao cho đến hàng thấp. Thế đối với phần A chúng ta sẽ cùng cô viết các số trong phạm vi 10.000 trước nhé. Giả sử số 12.000 thì cô sẽ viết 12 sau đó thêm 3 chữ số 0 ở phía bên phải. Cô đọc là 12.000. Số 51.000. Vậy thì 51 cô viết trước, đúng không nào? Nghìn là 3 chữ số 0 cô viết sau. 85.000. Vậy cô viết số 85 trước, rồi cô viết 3 chữ số 0 phía sau. Cô đọc là 85.000. 39.000 thì cô viết số 39, sau đó viết 3 chữ số 0 phía sau, cô đọc là 39.000. Số 24.000 thì chúng ta cũng tương tự viết như vậy. Và 100.000 là viết số 100, sau đó viết thêm 3 chữ số 0 ở phía bên phải, cô viết được số 100.000. Được chưa nào? Các con thấy không? Cách đọc như thế nào thì cách viết chúng ta cũng viết lần lượt như vậy. Phần B này, đọc các số sau. Số này chúng ta đọc là 72.000. Số tiếp theo 14.000, 36.000, 45.000, 88.000 và số cuối cùng là 91.000. Đó, thì các con thấy không? Cách đọc hay viết chúng ta cứ đọc và viết lần lượt từ trái qua phải, từ hàng cao cho đến hàng thấp. Đối với bài tập số 2 này, bài tập số 2 cô có hai tiên số tương tự giống như phần hôm trước, đúng không nào? Tiên số đầu tiên của cô là các số tròn chục nghìn. Đấy, ví dụ như trên tia số này cô có số 30.000, 40.000, 50.000, 90.000. Thế còn tia số thứ hai
thì cô có các số ví dụ như 51.000, 53.000, 54.000 vân vân. Đấy. Thế bây giờ phân tích tia số ở trên trước. Các con thấy là gì? Cứ hai vạch trên tia số liền kề nhau sẽ hơn kém nhau 10.000 đơn vị. Đúng chưa nào? Thế để mà chúng ta có thể điền được các số mà còn thiếu ở trong các dấu hỏi chấm này thì chúng ta sẽ dựa vào các số tròn, tròn chục nghìn để chúng ta điền vào. Ví dụ như ở đây 30.000 thì trước nó sẽ phải là 20.000 và trước nữa sẽ phải là 10.000, đúng không nào? Và chúng ta điền lần lượt cho cô đến các con số cuối cùng. Dưới này sẽ là 100.000 này. Thế còn phía dưới? Phía dưới thì cứ hai vạch trên tia số đứng liền kề nhau sẽ hơn kém nhau 1.000 đơn vị, đúng không nào? Thế cho nên là khi mà chúng ta muốn điền thì chúng ta cứ cộng thêm 1.000 đơn vị là chúng ta sẽ có các con số liền kề nhau. Vậy bài tập số 2 chúng ta sẽ cùng cô hoàn thành như sau. Số đầu tiên 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 và 100.000. Hoàn thành xong tiêu số đầu tiên. Tiêu số phần B nào. 51.000 thì bây giờ phải đến 52.000, 53.000, 54.000, tiếp tục 55.000, 56, 57.000, 58.000, 59.000 và 60.000. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được hai tiêu số nằm trong bài tập số 2 một cách rất là chính xác rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô bước vào bài tập 3. Bài này yêu cầu các con đếm, viết rồi đọc số khối lập phương theo mẫu sau. Trước tiên chúng ta quan sát vào mẫu cho cô này. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đếm nhé. Ở hai hàng đầu tiên này, mỗi một hàng sẽ có 10.000 khối lập phương. Vậy cô sẽ có 20.000 khối lập phương. Được chưa nào? Tiếp tục sang các khối lập phương nhỏ này thì chúng ta sẽ có cứ mỗi khối lập phương này sẽ bao gồm có 1.000 khối lập phương nhỏ. Vậy chúng ta có 3 khối giống nhau, chúng ta có thêm 3.000 khối lập phương nữa. Sang khối bên này bé hơn nữa thì mỗi một khối này chúng ta sẽ có 100 khối lập phương nhỏ. Vậy ở đây chúng ta có 100 khối. Thế sang đây chúng ta có 5 cột. Mỗi cột có 10 khối lập phương. Vậy tức là chúng ta có 50 khối lập phương. Và cuối cùng còn lẻ 3 khối lập phương. Vậy khi quan sát vào bức tranh này chúng ta sẽ có 23.153 khối lập phương nhỏ, đúng không nào? Và người ta viết được con số có 5 chữ số như thế này, đọc là 23.153. Thế bây giờ đối với hình A này, hình A cô và chúng mình sẽ cùng nhau phân tích. Ở đây chúng ta có 1, 2 và 3 hàng này, mỗi một hàng có 10.000, vậy chúng ta có 30.000. Tiếp tục sang đây chúng ta có thêm 1.000, đúng không nào? Sang đây chúng ta có thêm bao nhiêu? 1, 2, 3 và 4, 400. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 30 và còn lẻ 2 khối. Được chưa nào? Thế còn ở phía dưới thì sao? Phía dưới chúng ta có 1, 2, 3, 4 và 5. 50.000 khối lập phương nhỏ. Ở đây chúng ta có 1, 2, tức là có 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúng mình có 600. Được chưa nào? 1, 2, 3, 4, 40 và còn dư 4 khối lập phương ngoài. Thế thì ở hai bức tranh này chúng ta sẽ có đáp án như sau. Câu A chúng ta có 31.432 khối lập phương. Còn câu B chúng ta có gì? 52.644, được chưa nào? Hay là 44 cũng được. Đấy thì ở đây, đây chính là đáp án của bài tập này. Bài tập số 4 nào. Viết các số sau. À bây giờ chúng ta lại viết các số có 5 chữ số nằm trong phạm vi 100.000. Và câu B là đọc các số này. Thì cách đọc và cách viết tương tự giống như bài tập vừa rồi cô đã hướng dẫn. Thế thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô viết trước. Ở đây cô sẽ có các số như 41.237. Thì cô sẽ viết được con số như thế này. Đấy thế nào? 41.237. 33.681. Nào, 33.681. Chúng ta viết thành số có 5 chữ số như thế này được chưa nào? Nhớ là đọc như thế nào chúng ta sẽ viết như vậy. 85.176, cô viết được số này. Và cuối cùng 12.445.
12.440 năm. Thấy chưa nào? Thì đây là bốn con số mà chúng ta có thể viết được trong phần A. Phần B là đọc số như sau. Số này chúng ta đọc là 38.239. Số tiếp theo 76.815. 27.413 và số cuối cùng 68.331. Đó thì cách đọc và cách viết phải đọc lần lượt từ trái qua phải, nhớ chưa nào? Và đây là bài tập cuối cùng của chúng mình, bài tập số 5. Thực hiện theo mẫu sau. Đây chúng ta sẽ thực hiện phân tích, thấy chưa nào? Viết được các số nằm trong phạm vi 100.000 từ cách phân tích mà đề bài đã cho. Các chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Rồi từ đó chúng ta đọc cho cô các số này. Thế quan sát vào số mẫu của cô. Số gồm có 60.000, 3.000, 100, 90 và 2 đơn vị. Cô sẽ viết được thành số 63.192. Đấy chưa nào? Tương tự con số tiếp theo gồm 20.000, 5.000, 600, 40 và 8 đơn vị. Cô sẽ viết được số 25.648 và chúng ta đọc là 25.648. Con số gồm có 30.000, 7.000, 950 và 5 đơn vị. Chúng mình sẽ viết thành 37.955. Thấy chưa nào? Và cách đọc cũng như vậy. Số tiếp theo 86.297. Thấy chưa nào? Cô viết được thành số như vậy. Số gồm 90.000, 0.000, 800, 0.000 và 1 đơn vị. Chúng ta sẽ có 90.000, 801. Được chưa nào? Và con số cuối cùng gồm có 10.000, 1.030 và 0 đơn vị. Chúng ta viết được thành số 11.030. Được chưa nào? Đó, thì đây chính là cách đọc, cách viết các con số nằm trong phạm vi 100.000. Vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn cho chúng ta làm quen với các số này rồi. Các con thấy là gì? Đều là các số có 5 chữ số, đúng chưa nào? Và nhớ cho cô cách phân tích các chữ số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của những con số này. Cách đọc, cách viết nữa. Về nhà thì các con sẽ hoàn thành nốt cho cô bài tập còn lại trong sách giáo khoa để chúng mình có thể nắm vững được kiến thức trong bài học này nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.